Số thời gian của em Trí là 5 phút 42 giây. Số thời gian của em Nhi là 5 phút 42 giây luôn. Hai đứa bằng thời gian với nhau. Bây giờ Nhi và Trí phải trải qua một lần thử thách nữa. Chúng ta sẽ đến với thử thách 1 phút 30 giây từ máy ấm gia đình Việt. Cố lên Nhi ơi. Nào, tập trung. Đừng lén lên tay, lén có thủ thích nào Nhi. Chó. Máy ấm gia đình. Tesla, hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Đầu tiên thì chúc mừng cho ba đứa đã vượt qua những thử thách của chương trình. Điều thứ hai là Quỳ Linh cảm ơn Hải Yến cùng với Bom đã nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ ba đứa nhỏ. Đó là công sức của các bạn, chiến thắng của các bạn nhỏ có phần đóng góp của các bạn rất là lớn. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng tôi công bố kết quả. Ở thử thách đầu tiên, chúng ta thấy rằng là sự nỗ lực của các bạn cũng trên nhau 1 giây thôi, 2 giây thôi. Nhưng ở lượt thi thứ hai cũng có trên nhau vài giây thôi, nhưng kèm theo yếu tố không may mắn, có gió thổi bong bóng bay qua bay lại, thành ra là cái điểm mà chính xác các bạn không được may mắn lắm. Chính vì thế nên tôi thấy rằng có một sự thay đổi. Người tôi thấy đang khỏe, đang tràn đầy năng lượng lại về ba, đó chính là em Sơn. Em Sơn với thời gian là 5 phút 45 giây. Có lẽ hôm nay Sơn không được may mắn. Ở lượt thi đầu tiên, đúng ra là Sơn đã được rồi, nhưng mà cuối cùng là Sơn lại còn sót một cái giống. Đó là không may mắn. Nếu mà Sơn mà phát hiện ra giống đó thì Sơn đã lấy về nhanh rồi. Ở lượt thứ hai, gió rất mạnh nên có vẻ là không có trúng điểm nhiều quá. Mình không được may mắn hết Sơn, cũng đừng buồn vì đó nha. Rồi, chú Quyền Linh sẽ thay mặt chú Thành tặng cho con thêm 5 triệu nữa, là con có 20 triệu. Hy vọng 20 triệu đó cũng sẽ giúp cho con phần nào đó trang trải cái tiền học phí. Chúc mừng Sơn. Còn lại, giải nhất thuộc về ai? Giải nhất thuộc về em Trí hay em Nhi? Trí hay Nhi ạ? Số thời gian của em Trí là 5 phút 42 giây. Số thời gian của em Nhi là 5 phút 42 giây luôn. Hai đứa bằng thời gian với nhau. Bởi vì lần thứ nhất Trí làm nhanh hơn, đến lần thứ hai thì Nhi thử thách may mắn nhanh hơn. Cộng lại thời gian hai đứa bằng nhau. Vậy thì bây giờ Nhi và Trí phải trải qua một lần thử thách nữa. Chúng ta sẽ đến với thử thách 1 phút 30 giây từ máy ấm gia đình Việt. Đây là vòng thi phụ, vòng thử thách phụ dành cho Trí và Nhi. Sau 1 phút 30 giây, các con làm sao treo được nhiều vòng nhất ở cái vòi con voi này thì các con sẽ chiến thắng. Chúng ta chỉ dùng sự tập trung và cố gắng nỗ lực. Khi nào chú Quỳnh Linh nói dừng là dừng nha. Còn khi nào chú Quỳnh Linh chưa nói dừng thì cứ chạy lấy liền chừng nào cho nó đúng vô cái vòi thôi. Sẵn sàng, 1 phút 30 giây bắt đầu. Cao thoáng, thoáng tay lên đi, thoáng tay lên. Chó. Cao lên Nhi. Cao lên. Không, cao quá. Cố lên Nhi ơi. Nào, tập trung. Đừng lén lên kênh, có thủ thích nào Nhi. Hay quá chị ơi. Một phút. Dọc tay lên Nhi. Còn 30 giây nữa. Ngang bằng ta. Lấy nhiều lên. Còn 25 giây. Nhanh lên. Còn 20 giây. Lấy nhiều lên. 15 giây. No! 10
ơi. 9 8 7 6 5 4 hết thời gian. Và như vậy chiến thắng thuộc về đội em Chi. Rồi chúc mừng Nhi. Nhi là người về Nhi với giải thưởng là 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ theo chừng Trí đến với vòng đặc biệt thử thách cuối cùng để xem Trí nhận được bao nhiêu logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Tesla hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.